những vụ án kỳ dị nhất. Thứ nhất, bánh bao nhân thịt người. Diễn biến câu chuyện như sau. Vì căm hận người vợ mà ông Vương trút hết căm giận vào những người ăn mày. Tệ hơn nữa, ông còn băm thịt người làm nhân bánh bao. Câu chuyện xảy ra tại Thiên Tân, Trung Quốc. Năm 1960, tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn. Thịt cá là những thực phẩm xa xỉ đối với nhiều người dân lúc bấy giờ. Nhưng một cửa hiệu bánh bao nhỏ ở vùng ngoại ô Thiên Tân rất đắt hàng, nổi tiếng khắp các vùng quanh đó. Mọi người đều gọi ông chủ cửa hàng là ông Vương. Ông Vương hơn 40 tuổi, thân hình cao to bạm vỡ, chuyển từ nơi khác đến được mấy năm. Người ta kể rằng vợ ông vì chê ông nghèo mà đã bỏ ông theo người đàn ông khác, nên ông ở vậy và không muốn lấy vợ nữa. Tất cả hàng xóm đều nghĩ ông Vương là người hiền hòa, trung thực và chăm chỉ nên rất quý mến. Bánh bao của ông Vương làm rất ngon, đặc biệt là nước sốt, khiến mọi người gần xa đều biết tiếng. Mỗi ngày 4 giờ sáng ông đã bắt đầu dậy làm bánh, đúng 6 giờ là mang bánh ra bán. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nóng cũng như ngày lạnh, ông đều bán đúng giờ và không nghỉ. Vì không cần người giúp việc nên mỗi ngày ông chỉ làm 500 bánh bao. Mọi người đều cho rằng đó là thói quen truyền thống của người chủ tiệm. Vì thế mà những người muốn mua bánh bao phải đến xếp hàng từ rất sớm. Nếu không 8:30 sáng là đã hết bánh rồi. Những người ăn bánh đều nói hương vị của bánh đặc biệt thơm ngon. Cũng không ai vì bánh của ông mà bệnh cả, nên mọi người rất tin tưởng vào tiệm bánh của ông Vương. Đương nhiên lúc đó, ở một vùng ngoại ô nhỏ bé chẳng có ai dỗi hơi mà mang bánh bao để đi phân tích hương vị cả. Cứ như vậy trong vòng một năm, cửa hiệu bánh bao của ông Vương vẫn luôn đắt khách. Cho đến một hôm, có một người phụ nữ tìm đến đồn cảnh sát và thông báo rằng đứa con trai của cô vì ăn bánh bao của ông Vương, trong nhân bánh có vật gì cứng như xương sụn, suýt nữa chặn ngang cổ họng. Không biết rằng vì quá yêu con hay vì ghen tị với ông Vương mà người phụ nữ này đến tận đồn công an để tố cáo một vụ còn con. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, một bác công an già phát hiện miếng xương tương đối kỳ quái, không giống như xương lợn bình thường. Mọi người đưa nhau đi kiểm tra và kết quả, sau khi kiểm tra làm mọi người phải sững sờ. Đó chính là nửa miếng móng chân của người. Vì nghĩ rằng tiệm bánh của ông Vương không vệ sinh, nên vài người công an đã đến tiệm nhà ông Vương để kiểm tra tình hình vệ sinh và nhắc nhở ông về vấn đề an toàn thực phẩm. Nhưng ông Vương không có nhà. Trong quá trình kiểm tra vệ sinh đột ngột lần này, mọi người phát hiện trong bếp nhà ông Vương có một cái hầm. Trong hầm có xác người đã bị mổ phanh và một số thịt đã được băm nát làm nhân. Làm tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nôn ói không ngừng. Công an liền bí mật bắt ông Vương, và sau khi đào trong hầm nhà ông Vương phát hiện thêm 7 bộ hài cốt. Ông rất bình thản kể quá trình phạm tội của mình. Từ khi bị vợ bỏ để đi theo người đàn ông khác, ông đã mang trong lòng mối căm hận. Cho đến một năm trước, khi có một người phụ nữ đến nhà ông xin ăn, vì diện mạo của người phụ nữ này quá giống người vợ trước mà nổi cơn hận trong lòng, ông bùng lên. Ông liền trút hết căm hờn lên người phụ nữ đó bằng cách đâm chết và phanh thây. Như vậy vẫn không làm giảm được tịnh nộ trong lòng. Vừa đúng có nghề làm bánh được tổ tiên truyền lại, và thế là tiệm bánh bao ra đời. Vào thời đó, thịt lợn rất khó mua, và ông Vương cũng trở nên có hứng giết người. Lợi dụng lúc vắng người, ông giết những người ăn mày đến xin ăn.
Trong vòng một năm, ông đã giết 7 người ăn xin từ nơi khác đến, trong đó có 3 nam, 3 nữ và một bé khoảng tầm 7-8 tuổi. Ông còn cho biết hàng ngày ông cũng ăn thịt người, lâu dần không còn cảm thấy vị khác lạ nữa. Xét về tình hình chính trị, ảnh hưởng xã hội và dư luận quần chúng lúc bấy giờ, tòa án đã bí mật xử ban ông Vương, niêm phong và tịch thu cửa hàng. Lý do tôi tin vụ án này là có thật. Thứ nhất, bộ phim kinh dị được xếp vào kinh điển của Hồng Kông, Bánh Bao Nhân Thịt Người, đã chiếu 2 phần, chắc hẳn nhiều người đã xem hoặc đã nghe tới phim này. Câu chuyện kể trên có đến 70% tương tự giống với nội dung của bộ phim, và không may phim được dựa trên vụ án có thật. Thứ hai, tình hình kinh tế chính trị Trung Quốc những năm xảy ra vụ án. Hàng chục triệu người đã chết trong cuộc cách mạng đại nhảy vọt, dự án con cưng của cựu lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông từ năm 1957 đến năm 1960. Tuy nhiên phần lịch sử này cho đến nay vẫn là một góc khuất mà không phải người Trung Quốc nào cũng biết đến. Đại nhảy vọt là một chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông phát động trong những năm 1957 đến năm 1960, với mục tiêu phát triển nhanh chóng quốc gia nông nghiệp trở thành một xã hội công nghiệp cộng sản hiện đại. Các hoạt động canh tác cá nhân bị nghiêm cấm, bị dán nhãn phản cách mạng và bị đàn áp. Người dân buộc phải bỏ bê ruộng vườn để làm việc trong những công xưởng luyện thép, trong khi các mục tiêu và thành tích sản lượng được phóng đại tới mức hoang đường, như đạt sản lượng thóc lúa 75 tấn trên 1 hecta, tăng gấp đôi sản lượng thép. Năm 1958, Chủ tịch Mao Trạch Đông đề xướng thành lập nhà ăn tập thể, và đến cuối năm 1959, các vùng nông thôn Trung Quốc đã lập được 3,9 triệu nhà ăn tập thể với hơn 400 triệu người tham gia, chiếm 72,6% số người trong các cộng xã. Lúc đầu nhà ăn tập thể trưng khẩu hiệu ăn thật no không phải trả tiền, sau tiến tới ăn no, ăn ngon, ăn sạch, mỗi bữa 4 món thức ăn, thậm chí có nơi phấn đấu 90 bữa ăn trên một tháng. Nhưng khi lương thực thực phẩm cạn dần, từ thả sức ăn 3 bữa cơm trên một ngày chuyển sang ăn cháo, rồi cháo loãng, rau dại. Tuy nhiên lãnh đạo địa phương không dám giải tán nhà ăn tập thể vì sợ làm trái chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Huyện Tỉnh Nghiên, tỉnh Tứ Xuyên, khi thiếu lương thực nghiêm trọng nhất năm 1959, bình quân mỗi người chỉ nhận không đến 100 gram lương thực trên một ngày, cứ 8 người có một người chết đói. Do thiếu lương thực, lao động quá sức, từ nửa cuối năm 1958, nhiều vùng nông thôn đã xuất hiện tình trạng chết đói, nhiều người bỏ nhà ra đi. Nhưng Chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn tiếp tục tổ chức nhà ăn tập thể. Thế là khắp nơi diễn ra tình trạng nông dân cất giấu lương thực dưới nhiều hình thức, chôn dưới hầm, dưới gốc cây, chân tường, vùi trong thức ăn gia súc, thậm chí chia nhỏ thành gói cài trong tổ chim trên cây cao, thậm chí dưới hố nước tiểu. Sau thất bại của phong trào đại nhảy vọt, 3 năm đại nhảy vọt mất 120 tỷ nhân dân tệ, khoản tiền vốn dùng cho hai kế hoạch 5 năm của Trung Quốc khi đó, Chủ tịch Mao Trạch Đông chưa từ bỏ ý định làm lãnh tụ cách mạng thế giới, và việc này đã khiến nhiều người chết đói. Có người rang lúa mạch cho con ăn, bị trói lại đưa ra đấu tố, bị dội nước lạnh giữa ngày đông giá rét và giày vò cho đến chết. Mùa xuân năm 1960, nạn đói tràn lan, trong khi nhiều người chết đói hoặc bỏ đi nơi khác kiếm ăn. Nhưng bí thư khu ủy Lộ Hiến Văn vẫn lên giọng: không phải thiếu lương thực, 90% là vấn đề tư tưởng. Đại sản xuất Ngô Viên Tử thuộc công xã Thập Lý, huyện Quang Sơn, có 120 nhân khẩu,
nhưng chỉ trong 2 tháng 10 và tháng 11 năm 1959 đã có 72 người chết đói. Theo cuốn Mao Trạch Đông Ngàn Năm Công Tội của tác giả Tân Tử Lăng, nguyên cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Quân sự cấp cao, Đại học Quân chính, Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã về hưu năm 1994 với quân hàm đại tá, do nhà xuất bản Thư Tác Phường ấn hành tại Hồng Kông vào tháng 7 năm 2007. Thì trong 4 năm sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thực hiện một số lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản không tưởng tháng 9 năm 1959, đã khiến 37,55 triệu người chết đói. Theo số liệu chính thức được giải mật của Bộ Chính trị hồi tháng 9 năm 2005, nhiều hơn số người chết trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Trong tình cảnh này xuất hiện nạn ăn thịt người ở tỉnh Tứ Xuyên và nhiều nơi khác, khi chôn người chết chỉ bùi sơ sài, đợi đến tối mới lên lấy thịt ăn, hoặc tang chủ đã lóc thịt thân nhân trước khi mai táng. Tàn nhẫn nhất là nạn ăn thịt trẻ con ở đội sản xuất số 1, đại đội 5, công xã Đông Dương, huyện Sùng Khánh, khu Ôn Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Đội sản xuất này có 82 hộ, 491 nhân khẩu. Chỉ trong một năm, từ tháng 12 năm 1959 đến tháng 12 năm 1960, đã có 48 bé gái từ 7 tuổi trở xuống bị người lớn làm thịt, và 83% số gia đình ở đội này từng ăn thịt người. Kế toán Vương Giải Phóng là người đầu tiên phát hiện tình trạng ăn thịt trẻ con, bởi khi đó tuy nhà ăn tập thể đã ngừng hoạt động, trên thực tế vì không còn lương thực, nhưng lệnh cấm các gia đình nấu nướng vẫn còn hiệu lực, bếp nhà ai nổi lửa là phạm pháp. Đêm ấy đến lượt Vương Giải Phóng cùng hai người khác đi tuần, và họ phát hiện một dàn khói mỏng tỏa ra từ mái nhà Bần Nông Mạc Nhị Oa. Khi ập vào nhà Mạc Nhị Oa có 8 nhân khẩu, đã chết đói 2, còn lại 6 người. Nhưng khi đó chỉ thấy có 5, bởi bé gái thụ tài 3 tuổi vừa bị giết, xẻ lấy thịt và đang luộc trong nồi. Trong lúc tổ tuần tra tìm cây chói can phạm, Mạc Nhị Oa và mấy đứa con lao vào cướp thịt thụ tài ăn ngấu nghiến. Lãnh đạo địa phương sau khi cân nhắc đã quyết định ỉm vụ này đi vì sợ bị kỷ luật. Sau một ngày bị giam giữ, cả nhà Mạc Thị Oa được phóng thích. Năm 1992, vợ chồng ký giả Nick Cholat của tờ New York Times tìm được một số hồ sơ tiết lộ chi tiết về những vụ ăn thịt người tập thể trong giai đoạn đại cách mạng văn hóa tại một số khu vực ở tỉnh Quảng Tây hồi cuối thập niên 60. Theo những tài liệu kể trên, đã có ít nhất 137 người đã bị ăn thịt. Mỗi nạn nhân ỉ cả chục người cùng ăn. Hầu hết những người liên quan đến việc ăn thịt người tại tỉnh Quảng Tây chỉ bị phạt nhẹ sau khi kết thúc đại cách mạng văn hóa. Có hai lý do chính khiến hàng chục triệu người dân Trung Quốc chết đói. Không phải lúc đó Trung Quốc thiếu lương thực, mà là do chính quyền Bắc Kinh không mở ngân khố cứu trợ và cũng không chịu tiếp nhận viện trợ từ nước ngoài. Ông Trương Thụ Phiên, cựu ủy viên Sở Hành Chính thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam cho biết, có rất nhiều người chết vì đói ở khu vực Tín Dương, không phải vì không có lương thực. Tất cả các kho lương thực lớn nhỏ đều chất đầy lương thực. Thư ký của ông Trương là Dư Đức Hồng cũng xác nhận vào thời điểm đó họ không được mở kho lương. Ông cho biết, chúng tôi vẫn còn 550.000 tấn trong toàn khu vực, nhưng đó là kho lương của nhà nước, không thể động vào được. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã từ chối viện trợ từ nước ngoài khi Hoa Kỳ đề nghị cung cấp 5 triệu tấn lúa mì chung cho Trung Quốc. Đại sứ Vương Bính Nam chuyển lời của Chủ tịch Mao Trạch Đông lúc đó nói rằng, nếu Hoa Kỳ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc sẵn sàng thắt lưng buộc bụng viện trợ một ít lúa mì và ít gạo. Câu chuyện thứ hai,
Hoa Liên Ngũ Tử, một trong những vụ án mạng đáng sợ không có lời giải đáp của Đài Loan. Vụ án mạng kinh hoàng. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2006, hàng xóm nhận thấy trong căn hộ số 25, khu phố 285 tại khu Cát An, huyện Hoa Liên, Đài Loan, bốc ra mùi hôi thối. Ban đầu không rõ ràng, nhưng ngày qua ngày, mùi hôi càng trở nên nồng nặc. Do chủ sở hữu ngôi nhà là anh Lưu Chí Cần không có nhà từ chủ nhật đến ngày hôm qua, xe đạp và xe máy trước cổng vẫn để nguyên. Hàng xóm nghi ngờ, họ đã báo cáo với cảnh sát vào lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 9. Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi thợ khóa mở cửa, một mùi hôi thối xộc ra phía trước, và ngay lập tức cảnh sát cảm thấy có ai đó đã chết trong nhà. Hiện trường vụ án. Căn hộ im ắng, đã bị khóa trái từ bên trong. Được biết chủ nhà cũng không thấy xuất hiện trong vòng nhiều ngày. Sau khi lực lượng cảnh sát phá cửa xông vào nhà kiểm tra thì phát hiện một cảnh tượng kinh hãi. Điều kỳ lạ là trong nhà tắm thi thể 5 đứa trẻ đang trong tình trạng bị phân hủy, bị trói bằng dây sắt và xếp chồng lên theo kiểu vòng tròn lên nhau một cách bí ẩn. Tay và chân của các nạn nhân đều bị trói chặt, mắt và miệng bị dán băng keo bịt kín và đầu bị chùm trong túi ni lông. Cái chết thật đau khổ. Danh tính các nạn nhân. Các nạn nhân được xác định là 5 đứa con của vợ chồng anh Lưu Chí Cần 48 tuổi và chị Lâm Chân Mễ 35 tuổi. Con trai lớn Lưu Nhất Trần 18 tuổi, con trai thứ hai Lưu Vũ Trần 17 tuổi, con gái lớn Lưu Kỳ Trần 12 tuổi, con gái thứ hai Lưu Quyên 9 tuổi, trong đó hai con trai lớn 17 và 18 tuổi và con gái 12 tuổi là từ cuộc hôn nhân đầu của anh Chí Cần, còn con gái nhỏ 9 tuổi và con trai 8 tuổi là con với vợ sau Trần Mê. Điều lạ lùng là vào thời điểm ấy, hai vợ chồng Chí Cần và Trần Mễ đã biến mất không một dấu vết. Tín hiệu kêu cứu bí ẩn. Ngoài ra, cảnh sát lại tìm thấy hai tờ giấy trợ giúp ở tầng 1 trong nhà. Một viết trên khoảng nửa giấy khổ A4 với nội dung cầu cứu: hãy gọi cảnh sát, bọn trẻ đã bị bắt cóc, chúng tôi đang gặp nguy hiểm, cứu với. Và đằng sau nó được viết là khu phố 285 SOS, được lăn dưới cánh cửa. Một lời nhắn khác được viết lên tờ tiền 1.000 đài tệ: khu phố 285, số nhà 25 đã bị khống chế, quan trọng hãy gọi cảnh sát. Nếu như hai vợ chồng họ muốn tìm sự giúp đỡ thì sao lại để giấy nhắn bên trong nhà mà không tìm cách vứt ra ngoài cửa? Các nhân viên pháp y đã tìm thấy những vệt máu trên tường tầng 2 trong phòng của con trai thứ hai. Hung thủ có thể đã để lại khi đang vật lộn trói cậu bé. Xét nghiệm tử thi. Sau khi kiểm tra phòng tang lễ, công tố viên chỉ ra rằng 5 thi thể đều được mặc quần áo gọn gàng. 3 người được quấn băng dính màu be và quấn quanh mặt để bịt mắt và mũi, sau đó đeo túi rác màu đen có dây quanh cổ, và 2 bàn tay và bàn chân khác được nối bằng dây. Các thi thể bị cảm lạnh. Một trong 2 đứa nhỏ hơn được quấn quanh cổ bằng một chiếc khăn quấn cổ, và đứa còn lại được quấn quanh dây. Cái băng dán bị rách mở trong quá trình khám nghiệm tử thi, da gần như bị nứt. Thi thể cứng đờ vì nhiều ngày chết và có thể được di chuyển bởi những người đàn ông. Tại hiện trường, mọi vật dụng trong nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vân tay lạ, cơ thể các nạn nhân không dấu hiệu bị tổn thương, chứng tỏ không hề có bất cứ tranh chấp nào trước khi bi kịch xảy ra.
Vì lẽ đó, đội điều tra ban đầu cho là các nạn nhân đã bị chuốc thuốc mê hoặc uống thuốc độc chết. Bên cạnh đó, cảnh sát tìm thấy 3 đầu thuốc tại hiện trường, nhưng kiểm tra ADN cho thấy mẫu thuốc này không phải từ 5 nạn nhân, cũng không phải của Chí Cần và Chân Mễ. Loại thuốc lá này là thuốc dành cho nữ khá nổi tiếng. Vì thế cảnh sát có lý do cho rằng người hút có thể là nữ, và người này có khả năng là một trong những người tham gia vào vụ giết người dã man. Sau khi so sánh ADN, họ phát hiện ra rằng trong số đó, ADN thuộc về người bạn của Lưu Chí Cần. Người bạn đó khai rằng anh ta đã đến nhà họ vào ngày 1 tháng 9, nhưng chỉ hút thuốc trong phòng khách ở tầng 1. Thuốc lá cũng được đặt trong cái gạt tàn, không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở tầng 2 và tầng 3. Một chiếc máy ảnh được tìm thấy trong nhà các nạn nhân nhưng lại không hề có thẻ nhớ. Phải chăng có điều gì đó quan trọng mà hai vợ chồng Chí Cần và Chân Mễ muốn giấu giếm? Vài ngày sau đó, cảnh sát tìm được xe hơi của Chí Cần tại nhà ga xe lửa Cát An. Cảnh sát cho rằng Chí Cần và Chân Mễ chính là hung thủ giết chết các con mình, sau đó chạy đến nhà ga đón xe lửa bỏ trốn. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là họ bỏ trốn đi đâu và nguyên nhân vì sao họ lại có hành động dã man mất nhân tính đến như thế. Bên cạnh đó, tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm được nhiều vật chứng và chi tiết kỳ lạ, khiến cho vụ án trở nên vô cùng rắc rối, khó mà lý giải được. Dấu vết cuối cùng của gia đình nạn nhân. Người cha Lưu Chí Cần vào tối ngày 6, hàng xóm nhìn thấy anh ta đi ra ngoài để đổ rác. Người mẹ Lâm Chân Mễ vào ngày 6, Lâm Chân Mễ nhận được tin nhắn từ nhà trường hỏi liệu con cô có đến lớp không. Lâm Chân Mễ nói rằng con cô không thoải mái và phải nghỉ học. Con trai cả Lưu Nhất Trần, trường kỹ thuật nơi cậu học, nói rằng Lưu Nhất Trần đã đến trường để xin ký túc xá vào ngày 23 tháng trước, nhưng vẫn chưa ở lại. Con trai thứ hai Lưu Vũ Trần vào ngày 6, cậu không đến trường và không xin nghỉ. Trường gọi điện để hỏi và gia đình nói rằng cậu bị ốm và phải nghỉ. Con gái lớn Lưu Kỳ Trần vào ngày 6 với lý do khó chịu. Người mẹ Lâm Chân Mễ đã xin nghỉ học một ngày bằng điện thoại. Đứa bé gái thứ hai Lưu Khuyên vào ngày 6, em không đến trường. Trường tiểu học đã nói với phóng viên rằng mẹ em nói rằng em không khỏe và xin nghỉ. Con trai út Lưu Tử Trần không đến trường vào ngày 5. Lưu Khuyên nói rằng em trai của em ấy không khỏe và đã nghỉ phép thay cho em ấy. Vào ngày 8, người hướng dẫn đã đến thăm cậu bé và không ai trả lời. Điều tra các mối quan hệ. Lưu Chí Cần sống ở Đài Đông. Sau khi chuyển đến Hoa Liên hơn một thập kỷ trước, cảnh sát nói rằng Chí Cần có rất ít liên lạc với người thân và bạn bè. Khi cha anh qua đời cách đây nhiều năm, anh ta không trở về nhà chịu tang. Tính cách của anh thật ảm đạm. Tuy nhiên khi cơn giận dữ bùng phát, sẽ có những trường hợp đập vỡ tường và cuồng loạn. Lưu Chí Cần đã có 2 cuộc hôn nhân. Lâm Chân Mễ là người vợ thứ 2 của anh và 5 đứa con. 3 đứa đầu được sinh ra với vợ cũ và 2 đứa cuối được sinh ra bởi Lâm Chân Mễ. Lâm Chân Mễ ban đầu có mối quan hệ tốt với gia đình. Tuy nhiên cô không bị gia đình quấy rầy trong tình trạng hôn nhân của Lưu Chí Cần. Sau khi ly dị chồng trước, cô khăng khăng muốn cưới Lưu Chí Cần. Mặc dù 5 đứa trẻ thuộc về những người mẹ khác nhau, nhưng gia đình Lưu rất hợp nhau. Theo điều tra của cảnh sát, Lưu Chí Cần thường tự xưng là thành viên của Cục An ninh Quốc gia. Anh ta đã điều khiển máy bay chiến đấu F-5E. Cột sống bị thương do tai nạn, một nửa cơ thể bên phải không thể sử dụng. Tất nhiên đó không phải là thật và anh ta có thể bị chứng hoang tưởng tâm thần. Các tình tiết khác.
Lâm Kiệt Long, nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ án cho biết, tại hiện trường tồn tại nhiều điểm bất thường đánh đố khả năng suy luận của lực lượng cảnh sát. Đầu tiên là căn nhà bị khóa từ bên trong. Cánh cửa đã bị thanh sắt chặn ngang khóa lại. Cửa sổ toàn bộ trong nhà đều được lắp khung sắt. Chính vì thế có thể nói rằng hiện trường vụ án này trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập. Vì sao hung thủ có thể thoát ra ngoài được? Nhưng sau đó cảnh sát đã có câu trả lời. Nhóm điều tra cho biết, sau khi phạm tội, hung thủ đã dùng dây hỗ trợ để mở khóa cửa từ lỗ nhỏ bên cạnh khóa cửa để tạo ảo giác giết chết căn phòng bí mật. Điểm kỳ lạ thứ hai là phương thức và thời gian hạ sát nạn nhân. Kẻ giết người bị nghi ngờ đeo găng tay, nhưng cảnh sát đã thu giữ một dấu vân tay từ băng dính màu be còn lại bên ngoài cửa phòng tắm. Sau khi so sánh, nó đã được xác nhận bởi Lưu Chí Cần, các dấu vết vân tay phù hợp. Cảnh sát cũng phân tích rằng trong số 5 đứa trẻ có đứa con cả, đứa thứ 2 và đứa thứ 5 không có gì trong bụng. Đứa thứ 2 và thứ 5 không đến trường vào ngày mùng 5 tháng 9 và có khả năng chúng sẽ không ăn tối trước ngày mùng 4. Đứa con thứ 3 và đứa con thứ 4 đến trường vào ngày mùng 5 và khi bị giết chúng mặc quần áo thể thao ở trường. Trường học của chúng có lớp giáo dục thể chất vào ngày hôm đó. Ngoài ra còn có thức ăn trong bụng. Chúng được nghi ngờ bị giết sau khi ăn tối. Giám định pháp y cũng xác định rằng các nạn nhân không bị sát hại trong cùng một ngày. Nhân viên pháp y đã chứng thực rằng cả 5 người con của Chí Cần và Chân Mễ không hề bị dính thuốc mê và khả năng là các nạn nhân đã bị làm cho ngạt chết trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Những đứa trẻ đã bất tỉnh và chết khiến cảnh sát vô cùng bối rối. Cuối cùng nhóm điều tra đã tìm thấy một cây độc có tên là cây nho cá Đài Loan ngay tại nhà. Cây này rất độc và không dễ bị phát hiện. Do đó người ta nghi ngờ rằng 5 đứa trẻ đã trúng loại độc này rồi ngất đến chết. Phát hiện thi thể cặp vợ chồng. Vậy còn vợ chồng họ Lưu đã đi đâu, còn sống hay đã chết? Cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2015, tức là 9 năm sau kể từ ngày những đứa trẻ qua đời, một thợ săn đã tìm thấy 2 xương trắng trên sườn đồi gần núi ở huyện Hoa Liên. Cảnh sát đang nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành điều tra phong tỏa. Cuộc điều tra ban đầu là xương trắng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Khoảng cách giữa hai người là khoảng từ 3 đến 4 mét. Thi thể của hai người chỉ cách hiện trường vụ án giết 5 đứa trẻ lúc đó chỉ 2 km. Cảnh sát đưa ra kết luận thi thể này là của 2 vợ chồng họ Lưu. Theo các bằng chứng tại chỗ như kính gọng vàng giống hệt kính của Lưu Chí Cần, nó được làm bằng kim loại và có hình dạng tương tự. Cạnh dưới của kính cũng không có viền, ngoài ra còn có tang vật chứng là bộ quần áo. Thậm chí 2 đôi giày thể thao cũng là thương hiệu mà cặp đôi thường sử dụng. Ngoài ra chiều cao của đôi giày được ước tính cũng như hình dạng cơ thể của xương. Bộ xương nam khoảng 175cm và nữ khoảng 155cm. Hoàn toàn phù hợp với cặp vợ chồng. Vị trí nơi xương trắng được tìm thấy nằm ở những con đường núi dân cư thưa thớt. Có túi ngủ quanh xương và một chai thuốc trừ sâu được sản xuất năm 2006 và được mua trên trang web chính xác là cùng năm với vụ án giết người. Viện Nghiên cứu Pháp y của Bộ Tư pháp chỉ ra rằng khi kiểm tra thi thể phát hiện 2 răng sâu bị phân hủy nghiêm trọng sau 9 năm nắng nóng, gió và mưa. Tình trạng thi thể rất kém và độ khó của xét nghiệm đã tăng lên rất nhiều. Sau khi khắc phục, công việc xác định ADN cuối cùng cũng đã hoàn thành và 2 thi thể được xác định là người mất tích Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ.
Kết quả thẩm định đã được thông báo cho tòa án huyện Hoa Liên, Đài Loan để điều tra. Do phát hiện ra các hộp thuốc trừ sâu gần 2 di chúc, viện pháp y đã tiến hành xét nghiệm cái chết của chất độc xương để xác nhận xem hai xác chết này có bị nhiễm độc hay không. Theo viện pháp y, từ các bằng chứng hiện trường và các xét nghiệm tử thi cho biết vợ chồng họ Lưu bị tình nghi có thể uống thuốc trừ sâu và sau đó trèo cổ. Nợ nần tiền bạc dẫn đến vụ án. Theo thông tin, Chí Cần và Trân Mễ có một cửa hiệu chụp ảnh chuyên chụp hình cho khách du lịch tại những địa điểm tham quan nổi tiếng của Hoa Liên, hợp tác với một người bạn. Cửa tiệm này còn kinh doanh cả cốc hoặc vòng chìa khóa, những món đồ lưu niệm. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra của cảnh sát, vợ chồng Lưu có tất cả 17 thẻ tín dụng. Từ tháng 6, khoản thanh toán không bình thường. Trong tháng 8, không có hồ sơ thanh toán nào. 10.000 nhân dân tệ, khoảng 3,4 triệu nhân dân tệ. Và anh trai Lưu Chí Cần đã tiết lộ rằng anh ta đã vài lần gọi điện thoại hỏi vay tiền trước khi vụ việc xảy ra, nhưng số tiền không cao và đã được mượn và trả lại. Một nhân vật bị tình nghi khác chính là chủ nợ của Chí Cần. Trong lễ hội mùa xuân năm 2006 và tháng 6 năm đó, Lưu Chí Cần đã hai lần mời anh ta đi ăn uống bằng tin nhắn hoặc điện thoại. Do mâu thuẫn về tiền bạc, người này từng lớn tiếng dọa nạt sẽ giết cả nhà Chí Cần. Cuối cùng cảnh sát chứng thực được anh ta đã không có mặt tại Hoa Liên vào thời điểm xảy ra vụ án. Bức ảnh. Không lâu sau khi phát hiện hai bộ hài cốt, phía cảnh sát đã công bố hai trong số những bức ảnh được phục hồi từ bộ nhớ trong của chiếc máy ảnh. Một trong số đó có một người đàn ông quỳ trên giường giữ một sợi dây trắng buộc vào người con gái lớn nhất Lưu Kỳ Trần. Theo suy đoán lúc đó có thể cô bé vẫn chưa chết ngạt. Tuy nhiên, vì bức ảnh không được chụp ảnh, kẻ giết người là ai nên vẫn gây tranh cãi. Kết thúc. Căn nhà số 25, nơi diễn ra vụ án trở nên nổi tiếng sau đó vì các vụ bị ma ám. Không ai sẵn sàng sống trong ngôi nhà trong vài năm sau khi tội ác diễn ra, cho đến ngày một cặp vợ chồng trẻ quyết định thuê nhà. Họ đã hủy hợp đồng thuê nhà chỉ sau vài tuần. Chủ nhà kể lại rằng đã nghe thấy giọng nói của một cậu bé nói với anh ta rằng đây là phòng của anh ta. Sau vụ giết người, một vài người hàng xóm đã nói rằng họ nhìn thấy cô con gái út mở cửa vào nhà. Đây là một vụ án khá bí ẩn và rùng rợn, khiến nhiều người đã mất công tìm hiểu. Mong rằng một ngày nào đó sự thật sẽ dần được sáng tỏ và các nạn nhân sẽ được yên nghỉ mãi mãi. Câu chuyện thứ ba, những cậu bé bắt ếch. Rất nhiều năm về trước, có một vụ án gây ám ảnh ở Hàn Quốc và hung thủ có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ được tìm thấy. Diễn biến vụ án. Khởi đầu vụ án. Ngày 26 tháng 3 năm 1991, vùng quê núi Hoa Rong, tỉnh Daegu. Một ngày trời xuân nắng nhạt, các trường học đều cho học sinh nghỉ do một cuộc tuyển cử được tổ chức tại địa phương. Một nhóm học sinh tiểu học gồm 5 cậu bé độ tuổi từ 9 đến 13 rủ nhau đi bắt ếch tại vùng núi Hoa Rong. Cả 5 đứa trẻ đều cùng học tại trường tiểu học Seo Seo, thành phố Daegu, và nơi ở của các em chỉ cách khu vực núi 3,5 km. Những cậu bé bao gồm Wu Chun-wan, sinh năm 1979, 13 tuổi, lớp 6 vào thời điểm đó. Nếu còn sống bây giờ cậu đã 41 tuổi. Jo-ho-jen, sinh năm 1980, 12 tuổi, lớp 5 vào thời điểm đó. Kim Jung-ki, sinh năm 1981, 11 tuổi, lớp 4 vào thời điểm đó. Park Chan-in, sinh năm 1982, 10 tuổi, lớp 3. Kim Dân-sik,
sinh năm 1983, 9 tuổi, học lớp 3. Nhân chứng thu thập được, khoảng 8 giờ sáng, 6 cậu bé từ lớp 3 đến lớp 6 đang theo học trường quốc gia Seo Seo là Gu Chun Wan, Do Jin Jo, Dân Ki Kim, Park Chan In, Kim Dân Xích và Kim Tê Dân đang chơi gần nhà của Jo Ho Jin. Vào thời điểm đó, một người trong gia đình Jo Jin Jo đã nói với các cậu bé rằng: "Hãy ra ngoài chơi một chút." Sau khi suy nghĩ về những nơi khác và những thứ đã chơi, các cậu bé quyết định đi đến qua dân san gần khu phố để thu thập trứng ếch. Trong số đó, Kim Ta Dân lớp 3 đã rời nhà mà không ăn sáng. Vì vậy cậu quyết định về nhà và ăn sáng. Năm cậu bé còn lại mang theo một hộp sữa bột, một cây gậy và hướng đến núi qua dân san. Vừa trở về ăn và dõi theo các bạn, tại dân gun nhìn thấy các bạn khác ở lối vào núi qua dân san. Những lời mẹ cậu nói: "Đừng đi quá xa, đừng theo các bạn đi chơi mà về nhà sớm," đã cứu mạng Kim Tae Jin. Cùng lúc đó, anh trai của Jo Ho Jin, tên là Jo Mo Jin, năm nhất ở trường trung học cơ sở, đang đi xe đạp qua chiếc siêu thị Hoa Dân ở ngã tư Nguyễn Đăng Ni ở lối vào núi Hoa Dân San, trong sang ma dệt may, và nhìn thấy những cậu bé đi ngang qua. Dì Kim Xuân Nam sống ở ngôi làng dưới chân Hoa Dân San đã chứng kiến năm cậu bé vào khoảng 9 giờ. Dì Kim đã đến sở cảnh sát sớm để hoàn thành việc bỏ phiếu và bắt gặp năm cậu bé đi đến Hoa Dân San. Lúc đó còn nghe thấy các cậu bé trò chuyện với nhau, có mất đến 2 tiếng không? Khoảng 9 giờ 4 phút, các cậu bé được bắt gặp đang đứng trước căn hộ của trường đại học hàng không phía trên siêu thị Hoa Dân. Kim Dung Gieo và Lee Tae Jong và Lee Ta Seo, những người bạn cùng lớp của Woo Chun Wang, đã làm chứng rằng cháu đã nhìn thấy các bạn ấy ở lối vào của Hoa Dân San vào khoảng 12 giờ. Họ nói rằng ngay trước khi ăn trưa, cháu Wan Wu đã lên núi cùng các bạn và họ còn nói chuyện một lúc. Dì Kim sống dưới chân núi Hoa Dân đã làm chứng rằng: "Tôi thấy năm đứa trẻ lên núi lúc 2 giờ." Và cũng kể thêm đã chứng kiến rằng các cậu bé đã trèo dọc theo con đường núi bên trái thung lũng Bumi, nơi thường xuyên có người trèo leo. Và khoảng 4 giờ chiều, Park Woo Han, một học sinh năm thứ nhất tại trường trung học Pisani, nhìn thấy năm cậu bé xuất hiện ở suối tắm nước khoáng gần đèn Muhasa. "Bởi vì tôi đang giữ một con ếch, tôi đã tiếp cận và yêu cầu một con, nhưng các cậu bé đã lên núi từ chối điều đó." Những nhân chứng đặc biệt cần lưu ý: Ham Si Hân, sinh năm 1981, học lớp 4 cùng trường. Tuy không gặp các cậu bé mất tích, nhưng để lại lời khai quan trọng. Ham, người đang sống trong một căn hộ ngay dưới Hoa Dân San, đã đến núi Hoa Dân San để tìm trứng ếch cùng với các anh em của mình. Cậu đã lạc các anh em của mình và đi đến gần ngôi mộ ở giữa Hoa Dân San. Và sau đó cậu bé nghe thấy một tiếng hét sắc bén và khẩn cấp 2 lần trên đỉnh núi cứ sau 10 giây. "Tôi làm chứng, tuy nhiên những anh trai đi cùng tôi lại không nghe thấy. Đó là khoảng 11 giờ 30 phút ngay trước bữa trưa," Ham nói. Heo Sun Sun, mẹ của Kim Jong Sik, và Choi Jung Hee, mẹ của Kim Jong Woo, nói vào khoảng 11 giờ 30 cùng lúc Ham đã nghe thấy một tiếng hét trên núi. "Tôi cảm thấy trái tim như khủng hoảng. Ngay cả sau bữa trưa bọn trẻ vẫn không trở về. Vì vậy tôi đã đi ra ngoài tìm con mình. Tôi đi đến tới Hoa Dân San và nghĩ nếu trở về nhà tôi sẽ phải mắng thằng bé." Cuộc tìm kiếm những cậu bé.
Gia đình người thân các cậu bé có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con mình. Đến chiều tối muộn nhưng vẫn không thấy năm cậu bé quay về. Nghĩ rằng các con mình mất tích, gia đình các cậu bé lập tức tới xã cảnh sát địa phương để trình báo. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn với sự tham gia của dân làng cùng phụ huynh. Họ xới tung từng tấc đất trên ngọn núi cạnh đó, dò tìm từng ngõ ngách nơi khu vực xung quanh, nhưng vẫn không một manh mối nào được phát hiện. Cuộc tìm kiếm diễn ra từ 7 giờ tối cho đến tận rạng sáng 3 giờ hôm sau. Họ đã đi thông qua ngọn núi qua dân sàng, nhưng vẫn không thể tìm thấy năm cậu bé. Vụ án mất tích bí ẩn đã tạo được sự chú ý trong dư luận. Tất cả báo chí, truyền thông đều vào cuộc đưa tin, trong khi cuộc tìm kiếm của cảnh sát vẫn diễn ra trong vô vọng. Vụ án rúng động và tạo nhiều áp lực đến mức Tổng thống lúc bấy giờ là Jotegu cũng phải điều động hơn 300.000 nhân viên cảnh sát, quân đội và người dân tình nguyện viên tham gia vào quá trình tìm kiếm. Cả nước đều mong ngóng, theo dõi và cầu nguyện những cậu bé sẽ trở về bình an. Khoảng thời gian tìm kiếm đó, đã có khoảng 8 triệu tờ rơi được phân phát trên toàn quốc gia. Thậm chí chính quyền còn treo thưởng 42 triệu won, khoảng 35.000 đô la, cho ai tìm được tung tích của các cậu bé bắt ếch. Các cuộc gọi báo tin giả ngày một nhiều. Có lần cảnh sát có nhận được một cuộc gọi nặc danh của một người đàn ông nói rằng: "Tôi đã bắt cóc bọn trẻ để lấy tiền chuộc, nhưng chúng đã chết vì suy nhược cơ thể hết cả rồi." Cụ thể là khoảng 2 hoặc 3 ngày sau khi năm cậu bé mất tích, một người đàn ông khoảng 30 tuổi được nghi là thủ phạm đã thực hiện một loạt các cuộc gọi đến nhà của Kim Jong Sik. Người này yêu cầu 4 triệu won tiền mặt để được đưa lên đỉnh núi Hoa Dân. Nhưng cảnh sát không tiết lộ vì họ sợ rằng tội ác giả sẽ xảy ra nếu đó đúng là kẻ bắt cóc. Theo cuộc điện thoại đe dọa đầu tiên, Kim Jong Sik đã đến nơi hẹn với tiền, nhưng tên tội phạm đã không xuất hiện. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cha của Kim Jong Sik trở thành nghi phạm về sau. Một số gia đình nạn nhân đã bỏ hẳn mọi thứ từ công việc đến cuộc sống của mình vì muốn dành hết tất cả thời gian và sức lực để tìm kiếm con mình, tìm thấy thi thể các cậu bé. Cuộc gọi bí ẩn. Mọi sự tìm kiếm, điều tra đi vào ngõ cụt khiến tâm trí các gia đình cậu bé trở nên tuyệt vọng. 11 năm sau, tức tháng 9 năm 2002, cảnh sát tiếp tục nhận được một cuộc gọi nặc danh. Lần này, người phía bên kia điện thoại vào thẳng vấn đề: tìm xác bọn trẻ ở núi Hoa Dân. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây chắc hẳn lại là một kẻ rảnh rỗi muốn trêu đùa cơ quan chức năng. Tuy nhiên vài ngày sau, một người đàn ông 55 tuổi đang nhặt quả thông trên núi Hoa Dân thì bất ngờ phát hiện thấy vài bộ quần áo rách rưới cùng giày trẻ con được vứt rải rác trên con đường mòn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này lập tức báo cảnh sát. Hàng ngàn người lại vào cuộc xới tung mọi chỗ khả nghi trong khu rừng, và cuối cùng họ đã tìm thấy hài cốt của năm cậu bé bắt ếch trong một cái hố cạn. Các em nằm quây tròn lại với nhau, quần áo quấn lên đầu. Các cậu bé cũng được cho là chết từ lúc bị mất tích và bị chôn sau 6 tháng bị giết. Địa điểm nơi tìm thấy thi thể. Ban đầu cảnh sát cho rằng rất có thể năm cậu bé bị lạc nên phải nằm quây tròn lại như thể tìm kiếm một chút hơi ấm giữa nền đất lạnh lẽo. Bởi vì vào thời điểm các cậu bé chết, điều kiện thời tiết tại thời điểm mất tích ở 3,3 độ C. Từ khoảng 6 giờ 20 phút tối đến nửa đêm, trên trời có những vệt mưa. Gió khá nặng và rất ít người trên đường. Các cậu bé có thể đã đi lang thang xuống, ngồi xổm trong những hang đồi của sườn núi và gục xuống vì đói cả ngày. Họ cho rằng nhiệt độ núi vào tháng 3 đã gây ra cái chết tự nhiên do hạ thân nhiệt hoặc do đất và cát sụp đổ gây ra tai nạn. Tuy nhiên gia đình các cậu bé đều một mực phản đối kết luận này. Họ khẳng định các cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất tinh danh, lại thông thạo địa hình khu vực. Không thể có chuyện các cậu bé bị lạc
trong khu vực cách nhà mình 3,5 km được. Chuyện ấy là quá sức vô lý. Hơn nữa nếu trời lúc đó đang mưa lạnh thì sao bọn trẻ lại phải cởi quần áo? Vào thời điểm đó, Hoa Dâng San là một sân chơi dành cho trẻ trong làng, và nơi đây chính là nơi trẻ em trong làng hay tụ tập. Thật vô lý khi các cậu bé ếch ngồi xuống ôm nhau vì bị lạc. Ngoài ra, ngay cả khi dân làng bị lạc ở Hoa Dâng San, họ vẫn nhìn thấy ánh đèn từ ngôi làng hoặc đường cao tốc ngay bên dưới. Có 3-4 nhà riêng với đường cao tốc Kuma tương ứng, cách điểm mất tích khoảng 250m và 600m. Đặc biệt trong chương trình Tôi Muốn Biết phát sóng năm 2002, đó là một nhóm thử nghiệm bao gồm trẻ em tại Hoa Dâng San vào giữa đêm. Kết quả của thí nghiệm cho thấy cái chết tự nhiên do hạ thân nhiệt thực tế là không xảy ra, cho nên những giả thuyết trên đã bị bác bỏ. Khám nghiệm tử thi. Vô Chun Quan, các góc của các lỗ thủng ở đầu bên trái và bên phải của hộp sọ có hình chữ U với đường kính từ 2-3 cm, và các lỗ nhỏ là dấu vết gây ra bởi một vật rất sắc nhọn tác động từ đỉnh đầu xuống. Xuất hiện 25 vết thương của hộp sọ và vết lõm của vùng bên trái cũng cho thấy vết thương hình chữ U và một vật và một cạnh sắc nhọn cho thấy một vật sắc nhọn đã gây ra. Kim Dâu Xích có một vết thương xuyên qua mái tóc và rêu bị mắc kẹt làm mòn, có thể chết do bị đá. Chấn thương cũng được gây ra bởi vật sắc nhọn giống Gu Chun Hoa, và hộp sọ bên phải có dấu hiệu vỡ nhẹ và chấn thương nhỏ ở phía sau hộp sọ là do sốc trước khi chết. Kim Dâu Gu, một vết thương được tìm thấy ở vùng thái dương bên phải bởi một vật bằng một nắm tay và cùn. Quần áo bị hư hỏng, nút áo bị rách được cho là do lực mạnh. Park Chan In, thi thể bị hỏng nghiêm trọng nhất. Điều này có nghĩa là hộp sọ đã tiếp xúc với mặt đất và bị hủy hoại do sự ăn mòn hoặc phóng hỏa tự nhiên. Vì vậy không thể xác định nguyên nhân cái chết. Go Ho Jun, trong số các hộp sọ của các cậu bé thì tình trạng của cậu bé là tốt nhất và không có dấu hiệu bị giết hại. Hiện trường vụ án. Năm 2002, cảnh sát lại tiếp tục đào xới khu vực tìm thấy thi thể các cậu bé. Tại nơi khai quật hài cốt của một cậu bé ếch, bất ngờ cảnh sát phát hiện 100 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng cối. Cách nơi khai quật hài cốt vào thời điểm đó từ 250-300m thì phát hiện ra những viên đạn, đầu đạn và vỏ đạn thật. Đó cũng là khoảng cách sử dụng M16 hiệu quả. Tất cả 145 đầu đạn được tìm thấy đều bị ăn mòn rất cao, có lẽ được sử dụng từ 20-30 năm trước. Điều này càng khiến bố mẹ các cậu bé mất tích tin rằng con họ đã bị ai đó giết hại dã man. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2002, Han Mo, một cư dân của Seogu, Daegu và thời điểm đó 43 tuổi, đã đến thăm trụ sở điều tra và tự thú. Tôi đã giết các cậu bé và tôi làm điều đó. Theo Han nói, trong vụ nổ súng 5 cậu bé đã xuất hiện, trong khi 2 người bị bắn và 1 người bị giết và 1 người bị thương. Gã đã thú nhận vô tình bắn trúng một đứa khi đang tập bắn và thủ tiêu những đứa còn lại bằng cách bóp cổ, sau đó chôn chúng xuống lòng đất. Tuy nhiên sau khi cảnh sát điều tra họ phát hiện ra thì ra người đàn ông này là một kẻ điên, thất nghiệp và vô gia cư, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy ông ta là thủ phạm của vụ giết người. Vậy kẻ giết những cậu bé là ai? Các giả thuyết liên quan đến vụ án. Thứ nhất, các cậu bé đã trúng đạn. Thực tế là hài cốt của cậu bé ếch đã được chôn gần trường bắn của quân đội Mỹ vào thời điểm đó, và cơ thể bị trói bởi quần áo một cách chuyên nghiệp. Rất khó để một tên tội phạm có thể chấn áp 5 cậu bé cùng lúc, nên giả thuyết này càng đáng tin. Đầu tiên, có thể 5 đứa trẻ đã đi nhặt đạn thay vì bắt ếch như mọi người nghĩ. Chúng đã đi lạc vào trường bắn,
Một đứa vô tình bị trúng đạn, những đứa còn lại đã chạy trốn và bị thủ tiêu ở những nơi khác nhau. Sau đó để che giấu hung thủ đã chôn chúng lại một chỗ. Trường bắn cách đó từ 200 đến 300 mét là nơi huấn luyện của các sĩ quan quân đội thuộc sư đoàn 50 của Mỹ kể từ những năm 1978. Tuy nhiên sư đoàn 50 nhấn mạnh rằng ngày các cậu bé biến mất là một kỳ nghỉ tạm thời, vì vậy không có lịch trình hoạt động của các sĩ quan cho ngày hôm đó. Và mọi người đều hiểu một khi các cậu bé bị bắn, chỉ nghe thấy tiếng hét thôi là chưa đủ, nhất định phải có cả tiếng súng. Vì vậy trường bắn vô tình là không đáng tin. Phía bên quân đội Mỹ cũng đã bác bỏ giả thuyết này. Thời điểm đó cảnh sát trưởng Choi đã báo cáo rằng có một sĩ quan đã bắn súng trường vào ngày hôm đó, và người này đã sử dụng hết những viên đạn còn sót lại. Nhưng đáng tiếc cho đến hiện tại vẫn chưa rõ danh tính của sĩ quan. Trường bắn sau này cũng được chuyển đến một nơi khác, thị trấn cách đó không xa, vào năm 1994. Thứ hai, bị giết bởi một trong số các phụ huynh. Gawan Kim, một nhà tâm lý học, thông báo cha của Kim Jong Sik là thủ phạm. Gawan Kim là ai? Ông sinh ra ở Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân và thạc sĩ tâm lý học tại Đại học ENM của Hoa Kỳ, sau khi theo đuổi chương trình tiến sĩ, ông chuyển đến Đại học Nevada, về Hàn Quốc đầu tiên nhận bằng tiến sĩ về tâm lý học vật lý và trở về Hàn Quốc vào năm 1993. Và đây là kết luận của ông ta sau 3 năm điều tra. Vào tháng 1 năm 1996, cha của Kim Jong Sik bị coi là nghi phạm và cảnh sát đã khám xét ngôi nhà. Cảnh sát đã tới xét nghiệm nhà Jong Sik. Họ phá dỡ bức tường, lật tung các sàn nhà nhưng không thể tìm thấy dấu vết gì. Cuối cùng cha của Kim Jong Sik, người bị nghi là hung thủ, đã uống rượu và cuối cùng bị ung thư và qua đời vào năm 2001. Kết quả là ông Gawan Kim bị sa thải khỏi KIET. Ông cũng bị trục xuất khỏi Hiệp hội Tâm lý. Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục khẳng định Kim Jong-kuk là thủ phạm. Thứ ba, bị bắt cóc và giết hại bởi điệp viên Bắc Triều Tiên. Gần nơi xảy ra vụ việc cũng gần căn cứ quân sự, cho nên rất có thể có một điệp viên Bắc Triều Tiên đã tới thăm dò, và bằng cách nào đó đám người này đã tiếp xúc với các cậu bé và giết chết tất cả. Nếu vậy, lời giải thích cũng được đưa ra cho việc lực lượng nào có thể áp đảo 5 học sinh tiểu học mạnh mẽ không chút do dự, và nhất là kẻ giết người còn thành thạo trong việc trói buộc các nạn nhân. Giả thuyết trên càng có cơ sở khi những năm 1970 ở Hàn Quốc đã từng xảy ra những trường hợp người dân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đưa về huấn luyện. Thứ tư, kẻ giết người biến thái nhân cách. Theo một phát hiện gần đây của nhóm nghiên cứu, vụ giết người đã được lên kế hoạch. Kẻ giết người rất thích thú trong việc giết người và chờ đợi những cậu bé đến đó. Một giáo sư khoa tâm lý tội phạm Đại học bang California tiết lộ đặc điểm của tên sát nhân. Hắn đã sống quanh qua dân san trong một thời gian dài. Người bình thường thành thạo các dụng cụ mà người xung quanh không biết, rời khỏi hiện trường trong vòng vài tháng sau vụ việc. Một số nghi vấn chưa thể lý giải. Đầu tiên, thi thể không được phát hiện cho đến 10 năm sau, mặc dù một số lượng lớn nhân sự đã được huy động vào thời điểm đó. Qua dân san như đã đề cập trước đó chỉ là một ngọn đồi nhỏ dài chưa tới 300 mét, nhưng không tìm thấy xác. Thứ hai, các nhà khoa học pháp y từng cho rằng những đứa trẻ đã bị giết và chôn cất mà không bị trễ thời gian. Nhưng nơi tìm thấy thi thể là một nơi nhiều bụi rậm và cơn mưa đã khiến ở đó biến thành hồ nước, có thể ảnh hưởng đến khả năng khám nghiệm tử thi. Thứ ba, năm cậu bé chứ không phải một hoặc hai bị giết chết. Người ta cho rằng dù cho người lớn có bao nhiêu đi chăng thì cũng khó có thể kiểm soát được chúng. Ngay cả khi ba cậu bé nằm trong tay họ, một hoặc hai cậu bé vẫn có khả năng trốn thoát. Tuy nhiên cả năm cậu bé đều hy sinh.
Thứ tư, kẻ giết người biết rõ địa lý của xung quanh và có thể mang theo vũ khí như súng hoặc cây búa. Nếu không biết rõ vị trí xung quanh thì hắn sẽ đi lạc trên núi và có thể sẽ quyết định dừng chân tại thị trấn hay một cửa hàng nào đó, nhưng không có dấu hiệu như vậy. Những câu chuyện buồn xoay quanh vụ án. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2002, sau khi tìm thấy hài cốt của 5 cậu bé bắt ếch, gia đình các cậu bé đã khóc rất nhiều. Đối với những người ở lại, 11 năm qua là một ngày dài và đau đớn. Có người từ bỏ kế sinh nhai và chạy đến hàng trăm nơi để tìm con, và có người chữa lành vết thương lòng bằng rượu. Cha của Wu Chun Wun, Wu Zhang Wu, 53 tuổi, nhớ lại những năm qua bằng cách phát tờ rơi màu vàng và tờ rơi ở điện thoại công cộng có in hình khuôn mặt trẻ em mà ông giữ. Tôi đã mất việc lần thứ hai và đã không làm việc được vài năm. Tôi không thể chịu đựng được. Vì vậy tôi đã cố gắng sinh thêm một đứa con, nhưng tôi vẫn gặp rắc rối. Gia đình cô phải di chuyển vào năm 1998 do nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ không thể rời khỏi chân qua dân sản vì khu vực này đang được phát triển. Nhưng ngay cả khi bản thân muốn đi xa, họ có thể đi nổi không? Họ muốn ở lại đó. Ngoài ra, cha của Kim Dông Xích, Cheo Gu, 49 tuổi vào lúc chết, đã từ bỏ sinh kế để tìm kiếm con trai và lang thang khắp đất nước. Sau khi biết tin con mình đã chết, cha của Kim Dông Xích, Kim Chu Du, cũng đã xoa dịu nỗi buồn khi mất đứa con trai duy nhất bằng rượu và đến với đứa con trai mà ông luôn tưởng nhớ vào tháng 10 năm ngoái. Bà Húc Do Xuân, 44 tuổi cho biết, chồng tôi, người chưa bao giờ hút thuốc, đã từng chịu đựng nỗi đau với rượu vì không thể vượt qua nỗi đau. Gia đình bà đã bán những ngôi nhà và mảnh đất để cung cấp cho việc điều trị và chi phí sinh hoạt người chồng mắc bệnh ung thư, nhưng ông vẫn ra đi. Chú của Kim Dông Gu, Kim Gia Gu, 42 tuổi cho biết, ông đã phải trấn an trái tim của mình mỗi khi nhận được báo cáo về tình tiết vụ án. Dùn Dân, 26 tuổi, chị gái của Kim Dông Gu, lúc đó 11 tuổi, là một học sinh cấp 2 vào thời điểm mất tích, tốt nghiệp Đại học Điều dưỡng Đại học Quốc gia Dung Quốc, nghĩ rằng nếu tôi phục vụ những người già làm nhiều việc tốt, ông trời sẽ cho tôi tìm thấy em tôi. Dồn Dông, người đã bị tin rằng em trai sẽ khỏe mạnh trở lại trong thời gian mất tích, đã gục ngã trước tin cho cốt của em trai mình đã được tìm thấy. Chị gái của Dông Xích, Sun Ô, 23 tuổi, quyết định vào sở cảnh sát đại học Kem Dân và tham gia kỳ thi cảnh sát năm nay. Bình nghĩ rằng cô sẽ trở thành cảnh sát và tìm thấy em trai đã mất tích. Con đã không thể làm điều đó, vì vậy con rất xin lỗi, cô khóc nói. Em trai của Dông Xích, 9 tuổi, được sinh ra sau vụ mất tích, lớn lên không biết gì về câu chuyện của anh trai mình và hỏi gia đình, cậu bé bắt ếch là gì? Bí ẩn về kẻ gây ra cái chết thương tâm cho những cậu bé bắt ếch cho đến giờ vẫn nằm im trong bóng tối. Mong rằng một ngày nào đó chân tướng về vụ án sẽ được sáng tỏ, gia đình những cậu bé bắt ếch sẽ được an ủi phần nào. Câu chuyện thứ tư, thảm án hiếp dâm rúng động Hàn Quốc. Một vụ án hiếp dâm gây chấn động Hàn Quốc năm 2008 và là nguyên mẫu của bộ phim Hop. Nói đến đây chắc các bạn cũng biết vụ án mà chúng tôi muốn nhắc đến. Đúng vậy, chính là vụ án bé Nay Giang. Thứ nhất, diễn biến vụ án. Ngày 1 tháng 12 năm 2008, Cho Du Son lúc đó 56 tuổi đang trong tình trạng say xỉn trên đường trước nhà thờ tại quận Dangwon, thành phố Ansan, Hàn Quốc, đã phát hiện một bé gái lúc đó 8 tuổi đang trên đường đi học. Hắn nói với Nay Giang rằng có việc phải đi đến nhà thờ. Sau đó hắn đã ra sức kéo nạn nhân vào một nhà vệ sinh công cộng để thực hiện những hành vi man dợ như đánh đập, bóp cổ, đấm mạnh vào đầu cô bé Na Giang, làm ngạt nước.
cho Duson cởi đồ cô bé và tiến hành quan hệ tình dục với Nay Răng qua lỗ hồng môn, cưỡng hiếp cô bé nhiều lần. Sau đó cho Duson dùng ống thông cầu cho vào hậu môn và cơ quan sinh dục nạn nhân nhằm hút tinh dịch ra, hòng xóa đi dấu vết tội phạm của mình. Ngoài ra, cho Duson rửa phần đầu của Na Dân dưới vòi nước. Nhưng chưa hết, sau khi làm sạch cửa mình Na Dân, thì nấu dâm đó hãm hiếp em một lần nữa để thỏa mãn dục vọng của mình. Xong xuôi, cho Duson bỏ lại Nay Răng và rời đi. Sau đó mẹ Nay Răng phát hiện và đưa cô đến bệnh viện, cho bị bắt ngay khi trên người còn dính máu. Hậu quả của vụ án, việc làm mất nhân tính đó đã khiến cô bé bị hỏng 80% ruột già, cơ quan sinh dục bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn đến các ca phẫu thuật liên tiếp kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Kết quả, sau tất cả nỗ lực của các bác sĩ, cô bé 8 tuổi được cứu sống, nhưng phải đeo hậu môn giả bên ngoài suốt đời và hoàn toàn mất khả năng làm mẹ. Nay Răng bị tổn thương vĩnh viễn ở hạ vị và sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Cô điều trị 8 tháng và phải đến Seoul vào mỗi cuối tuần. Cô phải dùng túi cắt đại tràng trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng các bác sĩ đã phẫu thuật hậu môn nhân tạo thành công. Nay Răng cũng bị trầm cảm và stress sau vụ tấn công. Một năm sau vụ hành hung, sau khi được điều trị tâm thần, cô bé được cho là đã hồi phục 70%. Sau vụ việc, nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần. Có lẽ đó là cơn ác mộng dai dẳng đeo bám lấy cuộc đời cô bé kém may mắn. Bản án gây tranh cãi. Một kẻ đã phạm tội hiếp dâm rất nhiều lần. Cho Duson trước đó đã có tiền án 17 tội danh, từ tống tiền tới trộm cắp, hiếp dâm hay hành hung. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1993, hắn từng chịu mức án 3 năm tù vì tội gây thương tích. Ngày 19 tháng 1 năm 2009, hắn cũng bị khởi tố với tội danh tương tự. Nhưng ngày 27 tháng 3 năm 2009, với lý do gây án trong tình trạng say xỉn, suy giảm khả năng làm chủ năng lực hành vi, cho Duson được tuyên án 12 năm tù cho hành vi phạm tội của mình trong phiên xét xử lần thứ nhất. Ngày 30 tháng 3, với lý do hành vi phạm tội của y rất nghiêm trọng, hắn bị viện công tố kháng án. Kháng cáo bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 7. Nhưng 3 ngày sau, ngày 27 tháng 7, viện công tố một lần nữa kháng cáo và bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 9. Cho còn từng viết hơn 300 lần đơn kháng cáo cho thẩm phán. Trong đó có câu: "Tôi không phải là loại quái vật bệnh hoạn mà cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi." Sau đó cho Duson bị giam giữ tại nhà tù Cho Sân. Nhìn về vụ việc, người ta thương cảm xót xa, nhưng bầu không khí phẫn uất lại bao trùm dư luận Hàn Quốc khi tòa tuyên án cho Duson. Công tố viên đã đề nghị mức án chung thân cho tội ác của hắn đã gây ra, nhưng hắn chỉ bị tòa án quận Suwon xét xử 12 năm tù giam với lý do phạm tội khi say rượu. Ngoài khoản phí bồi thường, hắn còn bị đeo vòng theo dõi trong 7 năm, nhưng so với mức án kiến nghị 25 năm thì 12 năm là bản án quá nhẹ cho những tổn thương hắn đã gây ra cho nạn nhân và gia đình cô bé. Còn cô bé Nay Răng, trong phiên tòa xét xử, cô bé Nay Răng 8 tuổi bị yêu cầu phải ngồi thẳng lưng với cái túi ruột giả khi làm chứng trước tòa và giải thích vụ việc. Việc này khiến tâm lý càng thêm căng thẳng. Cô nhận được 13 triệu won tiền bồi thường vì tòa án vi phạm chính sách phỏng vấn đối với nạn nhân bị tấn công tình dục. Nhưng có lẽ số tiền cũng chẳng giúp được nhiều với cô bé đã mang trong mình nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc đời của nạn nhân những năm tháng sau này. Năm 2009, nữ phóng viên của trang báo Răng Gan đã tìm gặp bé Nay Răng, với hy vọng cô bé đã phục hồi sau vụ án gây chấn động Hàn Quốc. Chị kể lại cuộc gặp gỡ với cô bé đáng thương. Ánh mắt của cô bé trông có vẻ vui tươi hơn. Khi tôi gặp cô bé lần đầu vào hôm 16, Nay Răng trốn sau một cái cột, cười vẻ lẻ lưỡi. Tôi giới thiệu bản thân và mặt cô bé ửng đỏ. Khi đưa giấy bút cho Nay Răng, em bắt đầu vẽ nhiều bức tranh và không nói gì.
những hình ảnh trong tranh của em, chim mẹ mớm mồi cho chim con, một cô bé áo đỏ cười rạng rỡ. Không muốn nói chuyện, cháu chỉ biểu đạt cảm xúc của mình qua tranh vẽ. Cô bé 9 tuổi chỉ được biết đến với cái tên Na Răng. Được biết bức tranh đầu tiên Na Răng vẽ là chân dung của tên biến thái cho Đu Xuân. Cô bé vẽ hắn bị nhốt sau song sắt nhà tù cùng với các loại rán và chuột. Dường như Na Răng đã họa lại nỗi đau và sự sợ hãi uất hận tột cùng của mình trên trang giấy. Na Răng phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn, khắp người em đầy vết thương bầm dập, trực tràng đại tràng hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ. Cũng sau cú sốc đó, những tiếng cười hồn nhiên của Na Răng đã dần biến mất. Thay vào đó là cô bé trở nên trầm lặng, u uất và sợ hãi trước mọi hành động, dù là nhỏ nhất của những người xung quanh. Em bị giật mình bởi mọi âm thanh xung quanh và chỉ biết lấy tay che mặt. Con gái tôi không chỉ tổn thương thân thể nghiêm trọng mà còn mất hẳn nhu cầu nói chuyện và tiếng cười. Mẹ của Na Răng không cầm được nước mắt. Cháu bị kích thích dù chỉ nghe những tiếng động nhỏ nhất, thấy bất cứ ai đến gần, cháu đều sẽ lấy hai tay che kín mặt. Na Răng luôn dằn vặt rằng vụ việc xảy ra là do lỗi của bản thân. Vì vậy cô bé đã đưa bố mẹ đưa đi điều trị tâm lý suốt 2 tháng ròng sau biến cố. Giáo sư Shin Uijin thuộc trường đại học Joyseon cho biết quá trình điều trị tâm lý của Na Răng mất rất nhiều thời gian, mà mục tiêu đầu tiên là thuyết phục em rằng đó không phải là lỗi của cháu, tại người đàn ông xấu xa đó mà thôi. Suốt 1 năm xảy ra sự việc, cô bé luôn phải mang bên mình một chiếc túi đựng chất thải trước khi trải qua ca phẫu thuật hậu môn. Ngoài việc điều trị tại bệnh viện 2 lần một tuần, bé Na Răng còn phải đến trung tâm cơ sở tư vấn và điều trị hỗ trợ cho các nạn nhân bị tấn công tình dục trong suốt 4 năm cho đến khi tốt nghiệp tiểu học. Việc sinh hoạt trong trường của bé Na Răng gặp nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng túi chứa chất thải của em bị tràn ra. Tuy nhiên rất may mắn khi gia đình luôn chuẩn bị những túi rác để đựng túi chứa chất thải của bé Na Răng, phòng trường hợp nó bị trào ra ngoài. Hồi còn nhỏ, bé Na Răng ngủ với chị trên một chiếc giường tầng, nhưng sau vụ việc em phải xin chị nhường căn phòng cho mình vì luôn phải giặt ga trải giường 2 ngày một lần do gặp khó khăn trong việc tiểu tiện. Chính vì vậy nên bé Na Răng luôn cảm thấy có lỗi với chị gái. Năm 2020, theo lời kể của người cha, 12 năm trôi qua nhưng vụ việc vẫn rõ mồn một như ngày nào. Gia đình không thể ngồi cùng nhau xem các chương trình hài kịch hay giải trí trên TV để đề phòng trường hợp tin tức nói về vụ tấn công tình dục nào đó xuất hiện. Từ đó cô bé không thể xem tin tức được nữa. Sau khi lên đại học, cô bé thuê một căn phòng để đi học xa nhà và yêu cầu đem chiếc TV đi nơi khác. Mỗi kỳ nghỉ trở về nhà, bé Na Răng chỉ mở TV xem phim hoạt hình. Người bố lo lắng kiến thức xã hội con gái sẽ bị tụt giảm trầm trọng khi đứa trẻ không xem TV và cập nhật tin tức. Vì chấn thương về mặt thể chất, bé Na Răng vĩnh viễn phải mặc tã lót suốt ngày và mất đi khả năng làm mẹ trong tương lai. Đã thật sự kết thúc hay chưa? Đài MBN của Hàn Quốc đưa tin, Bộ Tư pháp nước này xác nhận cho Đu Xuân đã ra tù vào ngày 12 tháng 12 tới. Nhằm phòng tránh những sự cố bất ngờ trong ngày hắn được phóng thích, cơ quan chức năng đã bí mật đưa cho Đu Xuân tới một nhà tù khác, đồng thời bảo mật mọi thông tin liên quan. Chương trình True Story của đài MBC đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với vợ do Đu Xuân và bố bé Na Răng trong tập phát sóng ngày 29 tháng 5. Mọi người đều muốn được biết về ý kiến của người vợ về tội ác của chồng mình và hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa để nạn nhân không còn phải gặp lại kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình nữa. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, khi đội sản xuất chương trình True Story đến nơi, vợ Ju Do Sun chỉ mở hé cửa để tiếp chuyện và tỏ thái độ dè dặt cẩn thận. Khi được hỏi có ý định rời khỏi nơi này sau khi chồng tại ngoại không, người phụ nữ trả lời: đừng hỏi điều đó. Cô cũng nói thêm: tôi sẽ không ly dị chồng. Khi không uống rượu, anh ấy ở nhà vẫn đối xử tốt với tôi. Khi phóng viên cho biết Na Răng, nạn nhân của vụ việc, và gia đình cô bé cũng ở trong khu phố, người vợ trả lời: anh đi đi, tôi không muốn biết, tôi cũng không quan tâm nạn nhân sống ở đâu.
Được biết, trong bản kiến nghị mà vợ do Bu Sun đã nộp cho tòa viết: ngoài những lúc chồng tôi có chút mất kiểm soát sau khi uống rượu, tôi nghĩ rằng gia đình chúng tôi vẫn là một gia đình rất bình yên. Đánh giá thái độ người vợ, nhà tâm lý học cho biết, cô ấy vẫn tỏ ra rất tự tin với ý nghĩ cây ngay, không sợ chết đứng, không hề có bất cứ ý định nhượng bộ nào. Có vẻ như vợ hắn ta vẫn nghĩ rằng đây không phải là lỗi của Do Bu Sun. Sau khi hắn ra tù, cô vẫn chấp nhận chồng mình quay về. Cụ thể, Cho Bu Sun hiện đang thụ án tại nhà tù Gyeongsan, sẽ mãn hạn tù vào ngày 13 tháng 12. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, tờ Komin trích lời của một tù nhân đang thụ án cùng nhà tù với Cho Bu Sun, cho biết tên này đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc sống sau khi rời khỏi song sắt nhà tù. Theo đó, Cho Bu Sun hiện đã 67 tuổi, dự tính sẽ cùng vợ mở một quán cà phê trên núi gần nhà hắn. Bố của cô bé Na Sang, nạn nhân bị Cho Bu Sun xâm hại, đã cảm thấy rất phẫn nộ với câu trả lời của vợ hung thủ. Anh cho biết: tôi đã hứa sẽ dừng các cuộc phỏng vấn vì muốn con bé quên đi tất cả nỗi đau này. Nhưng gần đây tôi lại phát hiện ra rằng vợ Cho Bu Sun sống chỉ cách nhà mình chưa đến 1 km. Nhưng tại sao chúng tôi lại phải chuyển đi? Chẳng lẽ phải rời khỏi trái đất luôn hay sao? Tại sao nạn nhân lại luôn sống trong lo sợ và chạy trốn như thế? Bố này rằng bức xúc khi hay tin vợ Cho Bu Sun không quyết định chuyển nhà. Đài MBC cho biết sau khi vụ việc xảy ra vào năm 2008, cả hai gia đình đều chuyển đi khỏi nơi sinh sống cũ, tình cờ tại địa điểm mới. Nhà của gia đình Nay Răng và Cho Bu Sun đã ở rất gần trong suốt 10 năm trời dù không hề biết nhau. Trong khoảng thời gian này, vợ Cho Bu Sun tiếp tục chuyển nhà một lần nữa, nhưng khoảng cách với nhà nạn nhân cũng chỉ chưa đầy 1 km. Sau đó, tờ Chu Sun đã gặp bố của cô bé Nay Răng để phỏng vấn về việc kẻ hiếp dâm con gái ông sắp được trả tự do. Ông cho biết con gái vẫn phải mặc tã khi ở nhà, mỗi khi đi xa gia đình phải chuẩn bị nhiều tã cỡ lớn. Những bậc phụ huynh khác không trải qua chuyện này nên không hiểu cảm giác người làm bố như ông khi không thể bảo vệ được con mình. Tôi sẽ sống như một kẻ tội đồ suốt phần đời còn lại. Ấy vậy mà Cho Bu Sun lại sắp trở về sống gần nhà tôi. Tôi không thể hiểu nổi. Lời tâm sự của bố Nay Răng khiến ai cũng xót xa. Bố bé Nay Răng nói rằng nếu có thể, ông sẵn sàng vay tiền ngân hàng để đưa cho Cho Bu Sun, với điều kiện hắn phải rời khỏi vùng này. Nói về lý do tại sao cả gia đình không rời khỏi đây sau khi xảy ra vụ việc, ông cho biết đã nhiều lần đề xuất nhưng con gái vừa khóc vừa nói không thể rời đi. Con gái lo lắng khi chuyển đến trường mới, bản thân em sẽ bị bè bạn xung quanh bài xích, trong khi những người bạn hiện tại vẫn luôn thấu hiểu và giúp đỡ em mỗi ngày. Gia đình ông đã phải trang bị bộ đàm nghiệp dư để có thể thông báo cho nhau trong phạm vi 50 km và yêu cầu cứu hộ cho những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, trong tương lai, ông sẽ mua thêm súng hơi để tự vệ cho con gái. Từ khi thông tin Cho Bu Sun sắp mãn hạn tù được công bố, gia đình bé Nay Răng phải sống trong nỗi bất an, lo lắng cho nỗi ám ảnh của con gái và khả năng tái phạm tội của Cho Bu Sun. Những người dân sống trong khu vực cũng đứng ngồi không yên trước sự trở lại của tên ấu dâm khét tiếng. Vào ngày 12 tháng 12, còn 11 tháng trước khi Cho Bu Sun được thả, bố bé Nay Răng cũng đã trả lời phỏng vấn với tờ Gió Nháp. Ông cho biết gia đình ông đã tích cực tìm nhà trong suốt nửa năm qua và mới đây đã ký hợp đồng thuê nhà ở một khu vực khác ngoài khu vực đang ở. Con gái tôi sau khi hay tin Cho Bu Sun trở về thì lập tức sắc mặt không còn cảm xúc, còn phải nói: con không đủ tự tin để tiếp tục sống ở đây nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến việc sống cùng khu với Cho Bu Sun cũng không đủ cảm nhận được cơn ác mộng sẽ kéo đến mỗi ngày. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi. Được biết sau khi được vận động quyên góp giúp vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thì gia đình bé Nay Răng đã nhận được hơn 200 triệu won, hơn 4,1 tỷ đồng. Ông bày tỏ sự biết ơn và không biết làm thế nào mới có thể trả hết ân huệ mà mọi người dành cho gia đình ông. Việc rời đi không có nghĩa là những nỗi đau mà con gái tôi gánh chịu sẽ biến mất, và tôi cũng không nghĩ rằng nơi chúng tôi chuyển đến sẽ là thiên đường đối với con bé.
Nhưng dù vậy thì ít nhất tôi hy vọng những thương tổn của con gái tôi sẽ được chữa lành phần nào khi con gái được ở một nơi mà nó cảm thấy an tâm. Ông nói. Những câu chuyện liên quan đến Cho Đu Xuân lúc ở trong tù. Theo như những thông tin từ phía TBC của Hàn Quốc cho biết, thì trong thời gian ngồi tù, Cho Đu Xuân đã từng nhiều lần viết thư thỉnh cầu và bày tỏ bản thân đã không còn nhớ ra những gì đã từng diễn ra vào lúc thực hiện tội ác. Anh ta đồng thời còn thật lòng hy vọng được gặp mặt nạn nhân. Nội dung trong thư thỉnh cầu đã thể hiện rằng bản thân hắn ta cảm thấy bản thân mang một tội danh quá mất mặt. Cũng chính vì thế hắn cũng không bao giờ hé lộ thể trạng của bản thân đối với những người bạn tù của mình. Kể từ khi ngồi tù cho đến nay thì tên tội phạm đã viết hơn 100 lá thư thỉnh cầu với nội dung xuất hiện nhiều nhất đó là ngày gây ra tội ác là hắn ta quá say đến nỗi không nhớ gì hết. Bởi vì gây án trong lúc say nên hắn cảm thấy bản thân chẳng thể có tội. Bên cạnh đó, với mỗi lá thư thỉnh cầu Cho Đu Xuân đều thể hiện một điều. Cuối cùng cầu xin ngài, thật lòng hy vọng ngài nhất định phải cho tôi gặp mặt nạn nhân. Trong một đoạn phỏng vấn của một tên bạn tù giấu mặt của tên tội phạm ấu dâm này đã hé lộ rằng dù đã 68 tuổi, nhưng do Đu Xuân vẫn còn khỏe mạnh và có thể chống đẩy được 1.000 lần trong vòng 1 giờ đồng hồ. Một người bạn tù khác cũng khẳng định rằng cơ thể Cho Đu Xuân vô cùng dẻo dai giống như những người thường xuyên tập thể dục vậy. Theo những gì Cho Đu Xuân cho biết thì hắn phải rèn luyện sức khỏe để phòng sau khi ra tù bị người khác tấn công. Theo ghi chép điều tra, Cho Đu Xuân tuyên bố với cảnh sát rằng cho dù tôi có ăn cơm tù 15 hay 20 năm, kể cả khi ra tù tôi cũng gần 70 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tập luyện thật tốt trong tù. Cứ chờ xem ngày tôi ra tù. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy Cho Đu Xuân chưa từng ăn năn hối lỗi. Bản tính hung ác vẫn còn tồn tại bên trong con người hắn. Trong quá trình ngồi tù, Cho Đu Xuân được yêu cầu tham gia các buổi điều trị tâm lý. Mới đây hắn còn nộp đơn đăng ký chương trình hỗ trợ việc làm của Bộ Tư pháp dành cho những tù nhân sắp được trả tự do. Cụ thể một tù nhân khác ở gần Cho Đu Xuân khi được phỏng vấn giấu mặt cho hay, Cho Đu Xuân chia sẻ rằng anh ta vẫn còn rất sung sức, cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều ham muốn tình dục. Giáo sư Shin Ui tại khoa nhi, người đã chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nạn nhân của tên Cho, cũng bày tỏ sự lo lắng về hắn và cho biết, tôi lo rằng ham muốn tình dục của phạm nhân còn quá cao, thậm chí được thể hiện bằng hành vi. Đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm. Dư luận phẫn nộ hoang mang. Rất nhiều công chúng bày tỏ hoang mang và lo sợ khi một tên tội phạm nguy hiểm như hắn sắp được hòa nhập lại với xã hội. Họ cho rằng kẻ biến thái như ông ta vẫn còn tiềm ẩn những mối nguy hại cho cộng đồng. Đặc biệt sau khi hay tin tên tội phạm vẫn còn hành động thủ dâm khi ở trong tù. Năm 2017, khoảng 1 triệu người đã ký đơn kiến nghị trực tuyến lên Tổng thống Hàn Quốc để phản đối việc thả hắn ra. Thị trưởng thành phố ông Cho tiết lộ ông nhận được hơn 3.000 cuộc gọi từ người dân khiếu nại và đòi chuyển đi sau khi nghe tin Cho Đu Xuân ra tù sẽ quay về đây sinh sống. Ngài thị trưởng cho biết trong năm ngoái có 55 vụ bạo lực tình dục trong tình trạng vẫn đeo vòng chân điện tử. Riêng nửa đầu năm nay đã xảy ra hơn 30 vụ. Vậy nên việc đeo vòng chân và giám sát vẫn không thể loại bỏ tâm lý lo lắng của người dân. Vào sáng ngày 12 tháng 12, theo giờ địa phương, tên tội phạm ấu dâm Cho Đu Xuân 68 tuổi đã chính thức được thả tự do ở nhà tù Nam Seoul, tỉnh Trung Cheong Nam sau 12 năm thụ án. Sau đó hắn có mặt tại văn phòng quản chế Ansan, thành phố Ansan, để thực hiện một số thủ tục cần thiết trước khi được đưa về nhà. Theo mô tả của Nhung, chiều cao và cân nặng của Cho Đu Xuân lần lượt là 1,63m và 70kg. Hắn được đánh giá là khỏe mạnh khi có thể thực hiện 1.000 chống đẩy mỗi ngày. Xuất hiện sau 12 năm ngồi tù, Cho đeo khẩu trang màu trắng, đội mũ lưỡi chai, thi thoảng kéo áo lên che mặt để tránh ống kính phóng viên và đám người dân hiếu kỳ phẫn nộ. Khi được hỏi về tội ác nhiều năm trước đó, Cho không trả lời mà nhanh chóng di chuyển, tập trung ở nơi Cho xuất hiện có nhiều phóng viên và nhiều người dân Hàn Quốc. Bên cạnh đó khoảng 100 cảnh sát được điều động đến để đảm bảo an ninh.
Sự kiện cho ra tù từ lâu đã gây xôn xao dư luận và khiến một bộ phận không nhỏ người Hàn Quốc phẫn nộ. Bằng chứng là trước cửa nhà tù Nam Seul sáng nay đã chứng kiến một đám đông tổ chức biểu tình với những biểu ngữ có nội dung gay gắt: cho Đu Sun hãy xuống địa ngục. Nhiều người còn quá khích trèo lên mui xe chở cho để thể hiện sự căm phẫn. Đám đông khoảng 150 người đã đứng vây kín chiếc xe, khiến lực lượng chức năng rất vất vả giữ khoảng cách giữa họ với cho. Nhiều câu thóa mạ liên tục vang ra: cho Đu Sun hãy cút xuống địa ngục, hãy giết tên bệnh hoạn này đi. Xe chở tù nhân phải khó khăn lắm mới rời khỏi nhà tù vào lúc 6:45. Trong quá trình này, nhiều người dân đã vượt qua hàng rào cảnh sát và ném những quả bóng trứng thối kèm những lời chửi rủa. Ngoài ra, từ lúc ra khỏi tù cho đến khi về văn phòng quản chế Ansan hoàn thành thủ tục, cho luôn cầm trên tay một quả quýt khiến nhiều người tò mò. Ông D, 70 tuổi, người sống ngay cạnh tòa nhà của cho, nói rằng ông nghe nói cho sẽ trở về sống gần nhà, nhưng không ngờ lại gần sát bên như vậy. Tòa nhà cho Đu Sun sinh sống còn có nhiều cửa sổ có thể nhìn sang tòa nhà của ông bất cứ lúc nào. Điều này khiến gia đình và nhất con gái ông vô cùng lo lắng. Được biết 10 cảnh sát đã được bố trí chờ sẵn ở lối vào nhà cho, nằm bên trong một tòa nhà. Khi số lượng người đến đây quá đông, cảnh sát phải tăng cường thêm người để đảm bảo an ninh. Một người dân sinh sống cho tòa nhà đã hét lên với cảnh sát rằng: các anh nghĩ đứng chặn ở đó thì cho không ra được à? Một người khác thì mở cửa sổ với thái độ khó chịu và than phiền: xin hãy giữ im lặng, tôi không thể ngủ được đây. Nếu muốn tránh đi mỗi khi đụng mặt trên đường thì tôi phải đến xem mặt của chó trước. Tôi lo sẽ gặp hắn mỗi sáng khi đi làm, một người dân địa phương cho biết. Vì các con tôi là con gái nên tôi thật sự sợ hãi nghĩ đến chúng. Đối tượng tấn công của những tên tội phạm tình dục bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì thường xuyên đi ngang qua khu vực này. Nhưng tôi nghe nói vợ chồng cho định mở quán cà phê ở đây, thật không thể tin nổi, một người khác nói. Nhiều camera an ninh đã được bổ sung để giám sát cho, nhưng tôi không biết liệu chúng có tác dụng gì không, thật là lãng phí tiền của. Số tiền đáng lẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân nhiễm Covid-19, một người dân địa phương nói. Có người tỏ ra vô cùng bất an cho biết: tôi nghe nói gần đây có người sống trong tòa nhà giống như cho Đu Sun đã phải chuyển nhà vì hắn. Chúng tôi cũng sợ hãi nên không thể mở cửa vào mùa hè, một cư dân khác nói. Tôi thực sự sợ hãi đến mức nghĩ đến việc chuyển nhà đến khu vực khác. Trong khi đó, tòa án dự kiến sẽ đưa ra một vài quy định đặc biệt dành cho Đu Sun, nhất là vào ngày hôm nay. Chẳng hạn như chỉ cho phép hắn uống một lượng rượu nhất định và hạn chế ra ngoài vào đêm khuya. Cảnh sát địa phương đã lắp đặt chốt bảo vệ hoạt động 24/7, nơi có thể quan sát lối vào nơi ở của cho và vợ. 15 camera an ninh cũng được bổ sung tại khu dân cư này. Thêm 71 camera an ninh lắp đặt xung quanh thành phố Ansan để đảm bảo an toàn cho những cư dân khi cho được thả. Để giải tỏa căng thẳng cho người dân, thành phố Ansan dự kiến sẽ tăng cường độ sáng của 30 ngọn đèn xung quanh nơi cho sinh sống, đồng thời thuê 12 sĩ quan cảnh sát để thành lập đội tuần tra 24/7. Ngoài ra, chuông báo an toàn cũng được gửi cho đến 3.000 hộ dân trong khu vực để họ có thể báo án bất cứ lúc nào. Hắn sẽ phải đeo máy theo dõi mắt cá chân và sẽ bị giám sát liên tục trong thời gian quản chế 7 năm. Nhân viên quản chế của hắn cũng sẽ có thể đến thăm nhà hắn một cách ngẫu nhiên. Mặc dù đeo vòng tay điện tử ở mắt cá chân, nhưng đã có trường hợp tội phạm ở Hàn Quốc trốn thoát ra khỏi lãnh thổ. Theo thông tin cho biết, nơi mới của cho Đu Sun sẽ cách một nhà trẻ 70 mét. Ngoài ra, trong bán kính 500 mét có cả một trung tâm giữ trẻ, 5 nhà trẻ, một trường tiểu học. Đây là một trong những tội ác hèn hạ nhất mà chúng tôi đã từng nghe. Mức độ bạo lực mà nạn nhân phải chịu đựng không thực tế đến mức nó giống như một bộ phim kinh dị tra tấn tồi tệ. Cô gái đó và gia đình cô ấy đã sống với những hậu quả đó mỗi ngày kể từ khi con vật đó tấn công cô ấy. Và bây giờ họ không chỉ phải chấp nhận rằng anh ta đang được thả ra để trở về và sống với vợ như một người đàn ông tự do. Đó là không thể tha thứ, đó là vết nhơ không thể tha thứ trên hệ thống công lý của đất nước này.